Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Trường Giang ăn liên tục trong buổi ra mắt Thiên đường ẩm thực mùa 2. Trường Giang thể hiện đúng tác phong của ông Hoàng Hạnh Phúc trong buổi họp báo ra mắt chương trình Thiên đường ẩm thực mùa 2. Chiều ngày 16 tháng 5, chương trình Thiên đường ẩm thực đã có buổi họp báo ra mắt mùa thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của danh hài Trường Giang cùng nhiều sao Việt như vợ chồng Gia Bảo Thanh Hiền, ca sĩ Minh Tuấn, Huy Nam, Hà Minh Di, Thái Trinh và Duy Khánh. Ngay khi có mặt tại buổi họp báo, Trường Giang đã làm tròn vai trò của ông Hoàng Hạnh Phúc khi liên tục đi nếm thử các món ăn tại sự kiện. Trong Thiên đường ẩm thực mùa 2, Trường Giang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình với danh hiệu ông Hoàng Hạnh Phúc. Trường Giang diện áo sơ mi quần tây khá đơn giản một mình tới sự kiện. Ngay khi có mặt, nam danh hài đã thử tất cả các món ăn được chuẩn bị sẵn. Đúng với danh hiệu ông Hoàng Hạnh Phúc, Trường Giang không bỏ qua bất cứ món ăn nào tại sự kiện. Vợ chồng Gia Bảo Thanh Hiền, cả hai cũng nhanh chóng nếm thử các món ăn tại đây. Thái Trinh, Hòa Minh Di, Lưu Minh Tuấn, Duy Khánh, Huy Nam, Bạch Công Khanh. Một điểm nổi bật và hấp dẫn nữa của mùa này chính là dàn khách mời vô cùng nổi bật như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa khôi Nam Em, ca sĩ Thanh Di Idol, Ngô Kiến Huy, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, Chí Thiện, Sĩ Thanh, Chi Dân, diễn viên Gia Gia Trương Nhi, Minh Luân, Khương Ngọc, người mẫu Lệ Quyên, Mâu Thanh Thụy, Lê Trung Cương, v.v. Đặc biệt còn có sự góp mặt của cặp đôi danh hài cực hot Thu Trang và Tiến Luật và các cây hài đến từ chương trình Tìm kiếm tài năng, hài đấu trường Tiểu Lâm như Duy Khương, Tuấn Kiệt, Lê Trang, Huỳnh Quý, Lê Lộc, Hạ Xuyên, v.v. Thiên đường ẩm thực mùa 2 sẽ mang đến nhiều điều hấp dẫn mới lạ. Danh sách các món ăn ngày một phong phú hơn với gần 200 món mặn, hơn 30 món bánh Việt và gần 90 nghệ sĩ đến từ các lĩnh vực khác nhau cùng tham gia chương trình. Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào ngày 22 tháng 5 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!